Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Lại là mình là Túc đây. Nếu mọi người còn chưa đăng ký kênh của mình thì cho mình xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật video những cái dự án mới nhất mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Ở cái video này thì mình hướng dẫn anh em rất nhiều anh em inbox cho mình hỏi là anh hướng dẫn cách hướng dẫn anh em lạp bi vào bi chăn mo đi. Bây giờ thì mình sẽ ra cái video hướng dẫn anh em có cái số bi mà anh em đã cày xây thành công ấy vào bi chăn mò để anh em mua hàng hóa, được chưa? Rồi các bước thì mình cũng có cái video hướng dẫn anh em vào bi chăn mò để anh em nha. Đây, mình vào trên cái app bi browser, rồi anh kích vào bi random cho mình. Rồi chờ một lúc để nó, rồi anh em sẽ kích vào continue cho mình này. Rồi anh kích vào tích cho mình này. Rồi anh vuốt xuống này, mạng rất nhanh luôn. Kích vào phần bi chăn mò cho mình này, rồi ấn vào remote cho mình này, rồi ấn vào phần bi chăn mò cho mình này. Anh em lưu ý cho mình nhá, đặc biệt lưu ý cho mình hiện tại là có rất nhiều cái trang web giả mạo nên là anh em phải thật tỉnh táo đấy, tránh cái trường hợp là bị trang web lừa đảo người ta lừa, được chưa? Anh em phải lưu ý phải vào cái app bi browser và có từ bi search đây, www.bichanmo.com đấy, vào đúng cái app của nó nhé, đừng vào trang, đừng vào các đường link lạ hoặc là các trên Google hay là cái thứ đấy, vào đúng cái app của nó để anh em chiến thôi, được chưa? Rồi thì nó ra cái giao diện của thằng Bichanmo như thế này, được chưa? Thì hiện tại thì như hôm qua mình ra cái video ấy thì là 13 giờ ấy, tức là 1 giờ chiều hôm qua ấy, thì là Việt Nam là nước đầu tiên được cho anh em giao dịch đấy, những cái hàng hóa của anh em Việt Nam đăng lên Bichanmo để anh em mua. Nhưng hiện tại bây giờ thì là em có thể kích vào thì đơn đặt hàng bây giờ là không còn rồi, có nghĩa là hết rồi, đơn đặt hàng hết rồi, rất nhanh và nguy hiểm, được chưa? Rồi anh em có thể thoát ra ngoài, mình chỉ tiếp. Bây giờ thì Việt Nam thì cũng rất nhiều thứ đa dạng đấy, từ cái nhỏ nhất đây, hiện tại là những cái nhỏ nhất với giá trị là 0,08 bi trên một cái túi vải đeo. Bây giờ thì mỗi anh em thì mua được một phát thôi, nhưng mà hàng thì hôm qua là anh em đã đặt hết rồi đấy. Thì để làm sao mà anh em mua được đấy, anh em kích vào phần của tôi đi đấy, góc phải dưới màn hình này. Đấy, thì anh em sẽ đăng nhập, nó có từ đăng nhập ở chỗ này này. Đây như cũng như của mình đăng nhập rồi, nó có từ đăng nhập chỗ sắp sắp cái logo của Bi này. Đây như mình đăng nhập rồi. Mình ở Việt Nam thì đăng nhập rồi đây. Thì nó hiện lên cái username trên Bi của anh em, trên app Bi của anh em ấy, được chưa? Đúng cái username của anh em nằm ở góc này. Và lắm anh em thắc mắc hỏi tại sao số Bi lại còn lại là không Bi, được chưa? Đấy. Thì mình xin giải thích cái này. Đấy, thì anh em cứ thì việc kích vào thôi này, ví dụ như mình muốn mua cái sản phẩm này đi đấy, chọn sản phẩm túi sách này đi chẳng hạn đi đấy, hiện tại là không tồn kho nha, hiện tại là không có cái không còn cái túi nào nữa nha, vì hiện tại là người ta mua hết rồi, anh em muốn mua hết rồi, được chưa? Thì anh em có thể kích phần mua, được chưa? Kích phần mua đây đấy, anh em sẽ thêm địa chỉ chỉ này, cái thứ đấy. Rồi thì là khi mà anh em mua ấy, thì là cái số bi ở cái trong anh số bi ở trong ví của anh em ấy thì nó tự động nó kết nối với cái Bichanmo cho anh em đấy, vào cái app này nó tự động kết nối như kiểu đại loại như anh em nào mà đã sử dụng ví chớt để hoặc là MetaMask này, như kiểu anh em vào ban cách sổ gấp ấy là nó tự động kết nối ví cho anh em đấy, nó kết nối kiểu kiểu dạng dạng như thế đấy, nó kết nối như vậy, nó tự động cái lối ví với anh em và nó tự động trừ số bi nếu mà anh em có số bi ở trên ví bi anh em đã cày xe, anh em hiểu không ạ? Chứ không cần phải anh em phải lạp vào đấy, chứ không cần phải lạp thêm với rút tiền mặt các thứ đấy đấy. Thì có nghĩa là nó ghi là không đồng đây đâu, nhưng mà thực ra ấy, nó là cái ví của anh em ở trong cái ví anh em đã cày xe, cái địa chỉ ví của anh em ấy đấy, anh em mua và nó tự động là nó kết nối với địa chỉ ví của anh em thôi, không cần phải lạp liếc gì. Đấy, năm anh em hỏi của mình những câu hỏi như thế thì mình sẽ giải quyết thắc mắc đấy cho anh em đấy, anh em nhớ phải xem kỹ video này. Bây giờ còn hiện tại thì những cái mặt hàng này, hàng của Việt Nam ấy thì là nó đã bán hết rồi, bây giờ độc không tồn kho thôi đấy, bán hết mà nó cũng giao dịch nhanh lắm anh em ạ, nó cũng về nhanh lắm, nó thuộc nó còn nhanh hơn cái Shopee. Mình mua trên máy kia, mua cái con đây, mua cái này cơ, mua cái ấy, cáp sạc cái này mình mua từ hôm qua mình mua ấy mà nó
cũng nhanh lắm, mà nó có một cái mail nó gửi về, cùng mình có cái mail cho nó gửi về đấy, gửi về là nó tự động nhắn tin cho mình, như kiểu là bên Shopee là nó nhận hàng thôi. Nói chung là cũng khá là ok ấy, hiện tại thì cũng rất có ít sản phẩm thôi, đây ghi này hết rồi đấy. Thì đến hôm nay là như là của Campuchia hay là có hai nước, nay là của nước nào bắt đầu là nó lên hàng tiếp này, hôm qua là của Việt Nam rồi đấy, nó cũng không có gì đặc biệt đấy. Anh em hỏi mình thì mình chỉ cho anh em thôi, nó có tự đăng nhập vào đây và Shopee không không cần không quan trọng chỗ này, không cần nạp nước gì thế này, nó tự động kết nối cho anh em. Như kiểu vì trước mình muốn sờ góc cái đồng coin nào trên bán cách ấy, thì nó tự kích vào, nó tự động kết nối với địa chỉ ví của bi với bi chân mèo của anh em, nhưng mà anh em tuyệt đối phải vào cái app bi browser này nha anh em nhé. Kết thúc video, chào mọi người nha, hẹn mọi người video tiếp theo.